Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mời quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa. Thưa chư quý vị đó, một trong những cái khác biệt giữa 13 pháp đầu đà mà Đức Thế Tôn cho phép các vị tỷ kheo thực hành và những cái phương pháp khổ hạnh mà ngoại đạo thực hành đó là gì? Đó là cái mục đích và cái sự hiểu về cái sự khổ hạnh. Những nhà người ngoại đạo họ thực hành khổ hạnh bởi vì họ nghĩ rằng cái sự mà hành hạ thân xác như thế này thì nó sẽ làm cho họ trở nên là một người đáng thương. Và những cái đấng bề trên thấy họ hành hạ bản thân như vậy, họ sẽ thương xót. Và như vậy thì họ sẽ ban phát những cái ân đức. Nhưng mà đối với đạo Phật thì việc thực hành khổ hạnh nhằm mục đích tiêu trừ những cái tham muốn, tiêu trừ những ô nhiễm tiềm ẩn. Cho nên chúng ta mới gọi là đầu đà. Có nơi dịch là tẩu đẩu, tức là quét bụi, làm sạch những cái bụi dơ, những cặn bẩn của bản thân. Và quý vị thấy là ở đây Đức Thế Tôn chỉ cho phép thực hành 13 pháp, nghĩa là tất cả mọi phương pháp khổ hạnh được Đức Thế Tôn cho phép chỉ giới hạn trong 13 pháp này mà thôi. Và sở dĩ trong mỗi pháp như vậy đó có chia ra làm bậc trung, bậc thượng và bậc hạ là bởi vì nó có cái giới hạn, tức là anh có thực hành nghiêm túc đến mấy thì cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Anh không được bước lên nữa, bởi vì bước lên nữa thì anh sẽ trở thành cực đoan, sẽ trở thành khổ hạnh cực đoan đó. Còn cái bậc hạ đó là anh không thể xuống thấp hơn được nữa, bởi vì xuống thấp hơn nữa thì nó không còn gọi là khổ hạnh đầu đà. Quý vị nên hiểu ý nghĩa của ba bậc là như thế. Và chúng ta một cái điều sư nhấn mạnh quý vị phải ghi nhớ là đây là 13 phương pháp duy nhất được Đức Thế Tôn cho phép. Các phương pháp khổ hạnh có rất là nhiều, được mô tả ở trong kinh Sa Môn Quả. Nhưng ở đây chỉ có 13 pháp được cho phép mà thôi. Chúng ta qua cái hạnh thứ 5 là hạnh nhất tọa thực. Ở đây có cái phần văn bản tiếng Anh và phần dịch Việt ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo. Bản tiếng Anh của Ngài Nhanamoli, quý vị đọc, quý vị sẽ thấy nó khác so với bản dịch. Sự dịch sát nghĩa ha. Khi mà vị thực hành nhất tọa thực ngồi xuống ở trong cái sitting hall, thì ở đây trong cái ngữ cảnh chúng ta dùng cái từ là nhà ăn ha.
thì thay vì ngồi ở cái chỗ vị lớn hạ hơn thì vị ấy nên lưu ý cái chỗ nào thích hợp để vị ấy có thể ngồi, thích hợp cho vị ấy, và vị ấy ngồi xuống chỗ đó. Quý vị sẽ thấy là nó mang ý nghĩa nó hơi khác so với bản dịch. Tại vì ở trong bản dịch á, thì dùng cái từ là thì phải ngồi xuống đúng chỗ dành cho mình. Nó hơi kẹt ở cái chỗ á, phải ngồi đúng chỗ dành cho mình. Nó mang tính chất là chỉ định. Thí dụ như sư phải ngồi ở cái chỗ này, sư không được ngồi ở chỗ khác. Hoặc là thầy phải ngồi ở chỗ này, thầy không được ngồi ở chỗ kia. Nó mang tính chất chỉ định. Nhưng mà thực tế thì nó không phải là chỉ định, mà là chúng ta phải xem xét. Cái nguyên nhân là như thế này. Khởi nguồn á, là ở trong tạng luật và được nhắc đến ở trong chú giải Pháp Cú số 3 và số 4 về vị trưởng lão Thích Xá. Thì vị trưởng lão này khi xuất gia thì xuất gia từ một gia đình quyền quý, và vị này xuất gia vào lúc lớn tuổi. Khi mà lớn tuổi như vậy xuất gia đó, nó có cái đẹp, người ta gọi là cái đẹp của cái người xuất gia. Thành ra người ngoài nhìn vào á, thì cứ tưởng vị này là hòa thượng đó, các cái việc gọi là thành những cái bậc trưởng lão. Thành ra là đặc biệt là vị này lại thích ngồi chiếm trệ ở giữa hội chúng, ở cái chỗ mà đắc địa nhất, dễ nhìn thấy nhất, ở trên cùng nhất. Thì những vị tỳ kheo ở xa đến không biết vị này bao nhiêu hạ, mặc dù lớn hạ hơn nhưng mà không biết, cứ thấy vị này lớn tuổi đã vậy còn ngồi ở vị trí là ở trên nữa. Thì đến đảnh lễ, vị này cũng ngồi vị đó nhận. Mà khi đảnh lễ rồi đó, vị tỳ kheo mới tới mới hỏi là dạ bạch ngài, ngài bao nhiêu hạ? Thì vị này mới trả lời tôi mới tu. Thế là vị tỳ kheo tuy trẻ hơn nhưng mà xuất gia lâu hơn mới nặng lời với vị này và tỏ thái độ là khinh miệt. Bởi vì ông nhỏ hơn tôi mà tôi đi tới, ông không đảnh lễ tôi mà ông để tôi đảnh lễ ông cho đã, rồi ông mới lòi chành ra là ông mới tu. Thì vị này mới xuất gia cho nên là ức lắm, mới đem cái chuyện này đến bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi vị này đó là khi ông thấy vị tỳ kheo lớn hạ hơn ông đi đến, ông có đứng dậy chào hay không? Dạ không. Ông có đảnh lễ hay không? Dạ không. Ông có rửa chân cho vị đó hay không? Dạ không. Vậy ông đã làm gì? Dạ con ngồi đó cho vị đó đảnh lễ. Đức Thế Tôn nói cái này là lỗi của ông rồi, cho nên là ông phải sám hối với vị kia. Nhưng mà vị này không sám hối. Đức Thế Tôn mới nói đây là một kẻ cứng đầu. Thì cái câu chuyện ấy, nó mới râm ran, nó bàn giữa các vị tỷ kheo là bây giờ ấy, ở trong một cái hội chúng khi cần phải xếp hàng thì chúng ta nên xếp hàng ai ở trước và ai ở sau. Có vị thì nói là ai lớn tuổi nhất, tuổi đời ai lớn nhất thì ngồi trước, ai nhỏ hơn thì ngồi ở đằng sau. Tại vì người ngoài nhìn vô thì ai mà biết được là ai tu sớm tu trễ đâu. Nhưng mà nhìn như vậy nó đều, tức là ai già thì lên trên trước mà ngồi. Nhiều vị nó không được. Có vị thì nói là ai mà chứng thánh thì ngồi trước, ai mà phàm thì ngồi sau. Rồi nó cũng kẹt, bởi vì biết ai thánh ai phàm. Rồi có vị lại nói ai chứng thiền thì ngồi trước, mà ai không chứng thiền thì ngồi sau. Thì cũng kẹt, thì cũng không biết ai có chứng ai không có chứng. Hoặc là xét theo giới thì, thí dụ như ai mà giới trong sạch thì ngồi trước, ai giới mà hơi ô nhiễm thì ngồi sau.
như vậy cũng không được. Nói chung là các vị tỷ kheo bàn bạc với nhau và tranh luận với nhau là nên xếp hạng như thế nào. Đức Thế Tôn đến và Ngài hỏi, nhân cơ hội đó Ngài có trích một cái câu chuyện ở trong chú giải Tiền Thân. Đó là câu chuyện về ba cái con vật, tức là con voi, con khỉ và con chim. Vào thời xa xưa đó, có ba con vật đó trong rừng. Và ba con vật á, một hôm mới bàn với nhau là chúng ta sống thì nên biết có trên có dưới. Mà bây giờ ba đứa mình chơi với nhau mà xưng hô với nhau ngang hàng như vậy đó, nó không có ổn lắm. Cho nên bây giờ mình nên xem là mình xếp như thế nào để có trên có dưới. Thì con voi nó mới nói đó, cái cây, bạn thấy cái cây cổ thụ này không? Cái cây nó lớn như vậy. Hồi xưa đó, khi mà tôi đẻ ra đó, khi mà tôi thấy nó, là lúc đó là nó cao ngang tôi. Lúc bây giờ đó, cái con khỉ á, nó mới nói là cái hồi mà nó biết chuyện á, thì cái cây á, nó chỉ ngang cái đầu gối tôi thôi. Như vậy tức là con khỉ nó lớn hơn con voi. Và con chim nó mới nói là cái cây này á, là ở cái xứ, ở xứ kia kìa, tôi ăn trái cây rồi tôi nhả hạt ở đây, nhờ cái hạt tôi nhả cho nên nó mới mọc lên cái cây này. Thì như vậy là con chim nó lớn tuổi nhất. Như vậy ba con vật đều tôn con chim lên làm huynh trưởng và đảnh lễ con chim. Từ đó trở đi lúc nào cũng lấy con chim làm đầu. Đức Thế Tôn mới nói đó, cái câu này nhiều người nghe thì sẽ thấy rất là nặng. Đó là ngay cả loài thú mà nó còn biết trên biết dưới, huống chi là các vị sa môn tỷ kheo. Cho nên là Đức Thế Tôn nói, từ giờ trở đi chư tăng thì cần phải xếp hàng dựa trên tuổi hạ. Hạ lạp ở đây là cái tuổi mà xuất gia đó, chỉ tính tỳ kheo không tính sa di. Sa di không có tuổi hạ nha. Đó, rồi từ đó chư tỷ kheo xếp hàng với nhau là dựa trên tuổi hạ. Cái tuổi hạ thì ở đây có khác giữa Nam Tông và Bắc Tông. Đối với Phật giáo Bắc truyền á, thì tuổi hạ được tính là khi mà vị này ra hạ được tính. Còn tuổi hạ của Phật giáo Nam truyền á, thì tuổi hạ được tính khi mà vị đó nguyện hạ. Tức là khi vị đó nguyện hạ là đã được tính tuổi hạ rồi, chứ không cần phải chờ khi vị đó ra hạ. Thì nó sẽ hơi khác một tí xíu. Chính bởi vì như vậy, khi mà một vị tỷ kheo đi đến một cái chú xứ khác, thông thường nha, thông thường vị đó sẽ được hỏi là sư bao nhiêu hạ. Thì khi hỏi sư bao nhiêu hạ như vậy á, đồng nghĩa với việc là thứ nhất là sư sa di hay tỷ kheo. Tại vì sa di không tính tuổi hạ, thì nếu như mà không phải thì cứ nói dạ con sa di. Thành ra khi mà hỏi tuổi hạ, làm ơn làm phước đừng có tính tuổi sa di vô dùm. Có nhiều người đó hỏi bao nhiêu hạ, nói dạ con 10 hạ. Trời, dữ dằn vậy. Giờ chào Phạm Tê. Nhưng mà rốt cuộc hỏi ra thì vị này mới có 24 tuổi. 24 tuổi thì không thể nào 10 hạ được. Tại vì một vị muốn lên tỷ kheo á, 20 tuổi đời mới được thọ tỷ kheo. 20 tuổi đời thọ tỷ kheo, làm sao 24 tuổi 10 hạ? Tức là vị này đã nhầm lẫn cộng luôn cái tuổi sa di vào. Thực tế thì phải khi mà mình thọ tỷ kheo á, mới được tính là hạ. Nhưng mà nhớ, thọ tỷ kheo nhập hạ thì mới được tính một tuổi hạ nha. Chứ còn sư thí dụ như cho tháng 9 một vị xuất gia, tháng 9 này nè,
là ra hạ rồi, xuất gia. Thì qua tới tháng, qua tới năm sau á, nhập hạ thì mới tính là một tuổi hạ. Còn một vị mà xuất gia vào tháng 6 thì vừa vào hạ, vị đó nguyện hạ là vị đó được một tuổi hạ ngay lập tức. Nó khác nhau ở chỗ đó đó. Và khi mà sư đến miếng, lúc mà Chư Tăng sắp xếp để khất thực, thì Chư Tăng mới hỏi sư: sư bao nhiêu hạ? Nói dạ còn hai hạ, hình như là vậy đó. Thì Chư Tăng mới xếp sư ở trong cái khoảng này. Mà khi trong cái khoảng này đó, lại hỏi nữa: hai hạ nhưng mà sư xuất gia tháng mấy? Đó, thì mới trả lời: dạ con xuất gia tháng 5. Rồi tháng 5, rồi nằm ngay chỗ này. Rồi tháng 5 thì có, nếu kỹ nữa thì hỏi luôn ngày mấy, mà không nhớ thì thôi. Rồi xếp vô chỗ đó. Rồi cứ như vậy là đi, nó rất là êm chuyện. Còn nhiều nơi không có tuân theo giới luật mà Đức Thế Tôn đề ra đó, thì cái chuyện xếp hàng nó lu sơ bu lắm, không biết tuổi hạ của nhau. Rồi cứ người nhỏ thì trèo lên trước, người lớn thì bị đẩy ở đằng sau, không biết ai ra ai, không biết tuổi hạ nào ra tuổi hạ nào. Chính bởi vì như vậy đó, khi mà ngồi đó cũng vậy, vì đó phải để ý là ở cái tuổi hạ của mình nè, là ngồi ở cái khoảng nào. Thí dụ như cái khoảng này, sư thấy rất là hay như vậy nè, là chia ra chỗ này á, khi mà lên tụng giới thì vị cao hạ được chọn chỗ trước, chứ không nhất thiết là vị đó phải ngồi ở đằng trước. Hoặc đến nhà ăn cũng vậy, vị cao hạ được chọn chỗ thoải mái nhất cho vị đó trước. Thí dụ như vị đó thấy cái chỗ ở cuối mà thoải mái thì vị đó ngồi, vị đó thấy cái chỗ ở giữa thoải mái thì vị đó ngồi, chứ không phải là vị đó phải ngồi ở cái hàng đầu tiên thì không phải nha. Tức là vị cao hạ được ưu tiên chọn chỗ trước thì vị đó ngồi chỗ đó. Rồi sau đó thì những cái vị nhỏ hạ hơn, nhỏ dần á, vì các vị đó sẽ xếp lên dần, rồi cứ lựa chỗ tới cái vị mà nhỏ hạ nhất, thì vị đó coi là mình còn cái chỗ nào nó phù hợp với mình thì mình ngồi. Khi đó nếu như mà cái chỗ ở trên cùng á, ở phía trên còn trống, thì vị đó cũng có thể ngồi ở trên, tại vì các vị lớn đã lựa xong chỗ các vị đó rồi. Tuy nhiên một số trường hợp, ví dụ như chỗ này á, là cái chỗ một cái vị trưởng lão hay ngồi, nhưng mà ngày hôm nay vị trưởng lão đó do bệnh hay sao đó, vị đó không có ăn, thì mình cũng nên biết để mình chừa ra, mình không có ngồi chỗ đó. Chính bởi vì như vậy, ở đây mới có cái câu là thay vì ngồi ở chỗ của vị trưởng lão thì vị ấy nên biết chỗ thích hợp cho mình, chứ không phải là cái kiểu chỉ định nha. Chỉ định nó khác. Ở đây chúng ta có ba bậc. Thì bậc thượng á, là một khi đã ngồi xuống ăn rồi thì vị đó sẽ không nhận thêm bất kỳ thứ gì vào trong bát nữa. Nhưng mà sư nói cái này thì nó hơi, chúng ta nên hiểu một tí xíu. Đó là không nhận thêm vào bát ở đây, tức là vị đó có thể bài đầy ra trên bàn. Sư lấy ví dụ như cái chỗ sư ngồi đi, sư ngồi một cái bàn đơn, cái bàn đơn nó rộng như vậy, trên lý thuyết thì sư có thể bày đầy cái bàn đó ra, cái bát ở đây, nhưng mà bày đầy ra, ví dụ như trái cây ở một bên nè, nước một bên nè, chè một bên nè, tại mấy thứ đó không bắt buộc mình phải đổ hết vô chung một chỗ, thì mình có thể bày ra ngoài. Nhưng khi ngồi xuống rồi không nhận thêm, tức là ai có đưa thêm mình cái bánh, cái trái gì đi nữa, mình cũng không nhận thêm nữa. Còn bậc trung á, thì có thể nhận thêm khi mà chưa ăn hết, tức là cũng bày ra cái bàn như vậy đó. Ngồi xuống rồi, chưa ăn xong,
chưa có ăn hết á, thì có thể là nhận thêm nữa. Ăn hết là như vậy, là khi vị đó ngưng ăn, hai tay đã để ra khỏi bát. Thành ra nó có một cái điều học mà nên nhớ, là một vị tỷ kheo khi mà ăn á, tay phải vịn bát. Tại sao? Bởi vì khi tay vị đó mà buông ra thì có nghĩa là vị đó đã ăn xong rồi. Khi mà vị ăn xong ở đây tức là vị này đã buông tay ra khỏi bát, thì tức là đã ăn xong. Thì khi đó vị đó sẽ không ăn thêm một cái gì nữa, không nhận thêm nữa, mặc dù vị đó chưa có đứng dậy. Còn vị bậc hạ đó, thì cho tới chừng nào vị đó chưa đứng dậy thì vị đó vẫn có thể tiếp tục ăn. Tức là như vậy, ăn xong rồi, buông tay ra khỏi bát rồi, lau miệng uống nước đã đời rồi, chưa đứng dậy, đang ngồi nán lại nói chuyện với mấy vị sư khác ha, chút xíu nữa Phật tử dâng đồ trắng miệng lên, thì vị đó vẫn có thể ăn, tiếp tục ăn, bởi vì vị đó chưa có đứng dậy. Nhưng nếu vị đó chỉ cần mà nhõm người đứng dậy một cái thì không được ăn nữa. Nhưng mà ở đây nó có một cái điều nên nhớ, là khi mà một vị trưởng lão đến thì vị này vẫn phải đứng dậy để chào. Nó có hai lựa chọn nha. Một là vị này có thể đứng dậy để chào, nhưng mà một khi đứng dậy để chào á, là vị này không được ăn nữa. Tức là có khi là chỉ mới ăn có vài miếng à, có vị trưởng lão tự nhiên tới, mình đứng dậy chào, chào xong rồi nghỉ ăn luôn, cũng có. Cái thứ hai là vị đó có thể tiếp tục ngồi ăn, nhưng mà vẫn khuyên là nên đứng dậy chào, chứ mình không nên làm lơ. Cái chỗ nó có một chỗ lưu ý như thế này, là cái vị bậc hạ đó là có thể ăn khi chưa rời chỗ. Một số vị hiểu sai, đặc biệt những vị ở Thái. Sư không biết là ở bên đó các vị học như thế nào, nhưng mà một số vị hiểu sai. Nhiều vị á thì không có, nhưng mà một số thì có hiểu sai. Ở bên Thái á, nó có một câu như vậy nè, một cái câu nói vui thôi, là sư có thể ngồi ăn cho tới khi nào sư còn ngồi ở đó. Tức là sư có thể ăn cho tới khi nào sư vẫn còn ngồi ở đó. Nhiều vị á, vì đó hiểu sai, là vì đó hiểu là chỉ cần mà tôi ngồi xuống tôi ăn là tôi có thể ăn tới chiều tối luôn cũng được, tại vì tôi không đứng lên. Nhưng mà cái này á, là dành, thứ nhất là dành cho vị đầu đà nha, dành cho vị đầu đà. Cái thứ hai là ăn cho tới chừng nào cũng được á, là nó chỉ đến khi mặt trời đứng bóng thôi. Nghĩa là cái trường hợp áp dụng cho cái câu nói vui này á, là như vậy nè. Khi mặt trời mọc, ví dụ như là lúc 5 giờ rưỡi mặt trời mọc, thì vị này có thể ngồi, vị này ăn, rồi nhơi, rồi cà kê dê ngỗng, cứ tiếp tục ngồi đó ăn, ăn cho tới mặt trời đứng bóng. Miễn làm sao mà vị này không đứng dậy là vị này vẫn có thể tiếp tục ăn. Ý nghĩa là như vậy, chứ không phải là như một vài vị hiểu sai, là bây giờ ví dụ như 12 giờ đứng bóng, mà 12 giờ 50 tôi mới ngồi xuống tôi ăn, thì tôi ăn cho tới qua 1 giờ cũng không sao. Thì cái đó là hiểu sai. Cái này xin nhấn mạnh nha, ở đây á, nó có một vài cái lợi ích. Những lợi ích này nó nằm ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo rồi. Cho nên sư nói á, những cái sư ghi nè mà quý vị có trong Thanh Tịnh Đạo á, thì quý vị có thể gạch chân ha, gạch là được rồi, khỏi cần phải ghi. Lợi ích đầu tiên là ít bệnh, bớt ăn ít bệnh. Cái thứ hai, ít ưu phiền. Ưu phiền ở đây đó
là do vị này phải băn khoăn quá nhiều về việc ăn, thì nhờ cái chuyện ít ăn á, cho nên là vị này bớt những cái ưu phiền, rồi đời sống nhẹ nhàng, khỏe mạnh, thanh thoát. Quý vị bớt ăn lại đó, cứ thực hành đi ha, thì sẽ thấy là khi mà mình ốm, cơ thể mình nó nhẹ lắm. Mà khi mình tăng cân, quý vị chỉ cần tăng một vài cân thôi là thấy nó nặng nề liền. Chính bởi vì như vậy, cái lợi ích là cái đời sống được nhẹ nhàng, khỏe mạnh và thanh thoát. Và do có nhiều thời gian để thực hành pháp, cho nên là vị này, cái đời sống của vị này bớt phải lo về cái chuyện ăn uống, và sự thực hành được nhiều thời gian hơn. Quý vị là cư sĩ, quý vị thấy nhất đặc biệt là phụ nữ, chỉ riêng cái chuyện nấu nướng không thôi nó mất hết cả ngày của mình. Ăn sáng, nhiều khi thức dậy sớm làm buổi sáng hết mấy tiếng đồng hồ, rồi làm buổi trưa hết mấy tiếng đồng hồ, rồi làm buổi tối hết mấy tiếng đồng hồ. Một ngày mình dành hầu hết thời gian chỉ cho cái chuyện nấu ăn thôi, rồi không vi phạm những điều luật về thực phẩm. Cái này sư sẽ nói sau, bởi vì những cái giới sau cùng một cái chuyện ăn á, sư sẽ gom lại sư nói luôn một lần. Rồi cuộc sống phù hợp với thiểu dục tri túc, bởi vì chỉ ngồi ăn một lần thôi, đứng dậy là không ăn nữa. Cái câu sư nói vui á, thì đây chỉ là một kiểu nói, chứ không có phải là mình nên làm như vậy. Tức là mình ngồi xuống mình ăn là mình cứ ăn suốt mùa thu cách mạng, cho tới chừng nào mà mình đứng dậy thì thôi, thì đó chỉ là một cách nói nha. Tiếp theo là hạnh ăn một bát. Thì cái hạnh này á, sư xin lỗi là lần trước do sư lâu quá rồi sư không có đọc lại, cho nên là sư bị quên. Thành ra là cái sự giải thích trước á, sư bị nhầm lẫn ha. Hạnh ăn một bát ở đây á, tức là mình chỉ dùng một bát để mình thọ thực mà thôi. Như sư nói khi nãy, mặc dù mang tiếng là các sư ăn bát, nhưng mà có những món mình để chung nó gớm. Ví dụ như bây giờ sư nói nè, cơm nè, rồi chè nè, quý vị trộn vô quý vị ăn đó, rồi đồ mặn, đồ ngọt mình trộn vô mình ăn, thì nhiều khi ăn nó cũng gớm. Cho nên á, nhiều vị thì các vị đó sẽ để riêng ra. Ví dụ như sẽ có một cái chén canh để riêng vào một bên, cơm để một bên, rồi chén canh để một bên, rồi cái chén thí dụ như là cái chén chè để một bên. Ở miếng nó còn có nước trà, mà cái trà miếng thì cũng ngon lắm. Cái ly trà miếng để một bên, rồi bánh để một bên. Thì như vậy đó, khi mà vị đó để xuống thì vị đó có thể có, ngoài cái bát ra thì còn có ly ti những cái món ngoài ra nữa. Còn cái vị ăn một bát á, thì không được như vậy. Tất cả mọi thứ là phải đổ hết vào trong bát. Đây là cái hạnh ăn một bát, nó sẽ khác với bình thường. Thì ở đây á, tức là sư nói cái chè nè, cái cơm nè, món rồi tráng miệng, la xét, bánh, trái, rồi tất cả các cái món trộn chung vào. Thực tế mà nói, khi mà mình ăn như vậy á, thì nó không còn cái gì ngon nữa. Nhưng mà nó không đến cái mức độ là lợm giọng. Lợm giọng ở đây tức là mình ăn mà mình ói á, thì không có. Nhưng mà một số món mà mình nếu mà mình trộn chung với nhau ăn mà có thể nó lợm giọng mà nó ói, ví dụ như cháo với một số món cá. Cháo cá ăn ngon, nhưng mà một số cái món cá mà mình đổ cháo vô mình trộn vô á, nó tanh. Mà khi nó tanh như vậy đó, ăn nó rất là ghê, nó rất là lợm giọng. Để riêng ra thì không sao hết, nhưng trộn chung vô thì không được. Nó hôi, nó vừa hôi, nó vừa tanh mà không ăn được. Thì trong những trường hợp đặc biệt như vậy thì có thể để riêng ra. Còn những trường hợp á, trộn chung ăn nó không ngon,
nhưng nó chưa đến mức độ là lợm giọng mà mình phải nôn thì phải trộn chung. Thành ra nói như vậy là quý vị thấy là cái hạnh này là nó cũng ghê gớm lắm chứ không phải là thường đâu. Rồi ngay cả cái trái cây á, cũng không được cầm ở trên tay mà phải để luôn vào trong bát. Trái cây thì thông thường một số vị thì có thể là tay này ăn ha, thì tay kia cầm trái cây, hoặc là để cái dĩa kế bên. Ở đây là không được dùng bất kỳ vật gì khác để đựng thực phẩm. Có nghĩa là dù cho có để ở trên giấy ha, thí dụ như là một cái món gì đó, mình có giấy chùi miệng á, mình để đó, mình để cái món đó, thí dụ như miếng bánh cũng không được nữa. Hoặc ở trong Thanh Tịnh Đạo nó là một cái miếng lá để đựng đồ ăn cũng không được. Mình không được có bất kỳ cái gì khác ngoài cái bát để đựng đồ ăn. Thì ở đây chúng ta có ba bậc. Bậc thượng á, thì trừ bã mía. Tại vì bã mía mà để chung với đồ ăn thì làm sao mà ăn. Cho nên là bã mía thì có thể kiếm một cái đồ để đựng á, để mà đựng cái bã mía. Còn các thứ còn lại thì không được bỏ, không được bỏ rác. Trong khi ăn ở đây nghĩa là ví dụ như mình có ăn trái cây, trong cái trái cây đó nó có hột, thì cái hột đó mình nhả, mình để một bên cũng ở bên trong cái bát đó. Rồi mình có ăn cái gì đó thì mình cũng để một bên ở bên trong cái bát, ăn xong rồi mới đem đổ. Và không được bẻ nhỏ thực phẩm trong bát. Tại vì có những cái món, thí dụ như là cơm á, mà nó bị đóng cục bự như vậy nè, thì thông thường là mình phải hồi xưa là dùng tay, là các vị đã dùng tay để mà bóp. Mình không dùng tay thì mình có thể dùng muỗng, hoặc là mình dùng răng mình cắn, ví dụ như là cái cục đường phèn chẳng hạn, hoặc là cái cục đường phổi đó, mình đưa lên răng mình cắn. Nhưng mà cái vị bậc thượng á, thì không được dùng. Ở đây sư có một cái thắc mắc, bởi vì nó không được nhắc đến. Đó là những vật mà bự quá thì tính làm sao? Tại vì trong luật của tỷ kheo á, vì tỷ kheo không được ăn ngốn, tức là cái món nó quá bự, ăn mà vị đó phải ngốn phòng miệng ra thì không được. Mà như vậy thì chỉ những cái món nào nó vừa miệng thì mới ăn được thôi. Mà đã vậy còn không được cắn, không được bóp nhỏ ra. Sư lấy ví dụ ha, trái cây. Quý vị nghĩ trái cây mình chơi hết nguyên trái bỏ vô miệng thì chỉ có một là trái táo, táo nhỏ nha, chứ không phải táo bự vậy, táo nhỏ. Hai là trái nho, những trái nhỏ như vậy mình còn cho nguyên trái vào được. Chứ còn những cái trái khác nó bự thì làm sao bỏ vô được. Thì có thể nha, có thể cái vị hành bậc thượng á, vì đó không ăn được. Tại vì vị đó không có bóp nhỏ ra được, cho nên là vị đó không ăn được. Còn cái vị bậc trung á, thì vị này được bẻ nhỏ thực phẩm trong khi ăn. Tức là cái món nào nó bự quá, nó to quá thì vị này có thể xắn nhỏ ra để mà ăn. Còn vị bậc hạ đó, thì ngoài cái chuyện dùng tay thì vị đó còn được dùng răng. Thấy nó kỳ ha. Tại vì có nhiều món á, quý vị có cái thói quen là dùng răng để mà mình xé cái món đó ra để cho nó nhỏ bớt. Hoặc là những cái món như trái cây nè, trái cây bình thường mình cắn một miếng, thì như vậy là mình dùng răng để mà mình làm nhỏ cái món ăn. Thì cái vị bậc hạ thì vị đó có thể dùng răng, nhưng vị bậc thượng á, thì vị đó phải dùng tay để mà vị đó bẻ. Cho nên nếu như mà cái trái táo mà nguyên trái bự mà nguyên trái là vị đó bó tay, tay đâu có bẻ được, chỉ có dùng răng thôi. Thì trong trường hợp đó vị bậc trung không dùng được, mà vị bậc hạ thì dùng được. Lợi ích thì quý vị thấy rõ rồi. Thậm chí cái cách này là cách được hướng dẫn cũng Thanh Tịnh Đạo qua đến cái phần định á,
thì đây là cách được hướng dẫn dành cho người nhiều tâm tham. Tức là khi đồ ăn mà nó trộn vào hết, nó hầm bà lằng xá cấu như vậy đó, thì nó sẽ loại bỏ ham muốn nơi vị giác. Đồ ăn nó chả còn ngon nữa. Quý vị thực hành đi, cứ thử đi. Đồ ăn rồi mình cứ trộn hết vào chung một cái tô như vậy đó, mình ăn thì lúc đó nói thiệt là chỉ còn ăn để mà sống thôi, chứ không còn sống để mà ăn nữa. Rồi cái thứ hai là mình sẽ loại bỏ những cái mong cầu thái quá. Tức là mình, quý vị cứ thực hành đi, thì mình sẽ loại ra được những cái sự mong muốn là tôi sẽ muốn cái món này ngon, món kia dở, tôi không muốn ăn cái món kia bởi vì món đó dở. Lúc đó không còn nữa, tại vì nó trộn chung lại hết với nhau rồi. Rồi vị ấy thấy rõ mục đích của việc sử dụng vật thực. Xin thưa, chỉ khi mà quý vị thực hành, quý vị mới thấy. Mình nuốt một cái mớ hổ lốn như vậy vào trong miệng ha, nuốt vào trong bụng, đúng thiệt là như lời Đức Thế Tôn dạy: thực phẩm chỉ để nuôi mạng nhằm thực hành theo đạo cao thượng. Nó chỉ nhằm một mục đích là để mình có sức khỏe để tu thôi, chứ ngoài ra nó không phải để thưởng thức, nó không phải để chơi bời, nó không phải để làm đẹp, nó không phải để cho mình tầm cầu. Mình thấy rõ mục đích của việc sử dụng thực phẩm trong bốn pháp quán tưởng. Ai chưa biết bốn pháp quán tưởng gọi là tứ vật dụng thì vui lòng xem trung bộ bài kinh số 2, bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Và nhờ cái chuyện mà vị này ăn trong một bát thì vị này ở trong đây nè có ghi là không bị chi phối trong khi ăn. Sư mới mở ngoặc là vì để ý đến bát khác là như vậy. Khi mà mình tu tập một vị tỷ kheo chỉ có ba thứ để phát triển thôi. Đó là phát triển giới học, định học và tuệ học. Khi vị đó phát triển định học đó là gì? Tâm của vị đó tập trung vào một đối tượng, nó không bị sao lãng ra nhiều đối tượng. Khi ăn cũng vậy, vì đó sử dụng cái định tâm, vì đó chỉ tập trung vào cái bát ăn thôi. Và như vậy vì đó tập trung, vì đó ăn đó. Hồi xưa ăn bóc cho nên là bóc vậy nè đó, bóc vậy để nó miệng ăn. Thì khi mà vị đó chỉ có một bát thì vị đó chỉ cần tập trung vào đúng cái bát của vị đó thôi. Còn nếu như mà vị đó có nhiều món quá thì vị đó phải ngó qua bên này, phải ngó qua bên kia, phải ngó tới chỗ nọ. Thì như vậy cái định của vị đó bị sao lãng. Thành ra cái mục đích của cái lợi ích cuối là nói về cái việc đó đó. Còn quý vị thì có khi vừa ăn vừa xem tivi, vừa ăn rồi vừa xem điện thoại thì có khi quý vị không thấy cái đó đâu. Rồi chúng ta qua cái thứ bảy là hạnh không nhận tàn thực. Có nghĩa là ở đây chúng ta nên học một cái luật của tỳ kheo. Cái nguyên nhân là như thế này: có những vị tỳ kheo sau khi mà thọ trai tăng của gia đình thí chủ rồi đó, thì các vị này cái thời gian còn dư, vị này mới đi qua những cái nhà khác, ví dụ như là nhà bà con. Rồi qua nhà bà con dọn đồ ăn lên cũng mời vị này, rồi vị này cũng ăn. Mà khi vị này ăn như vậy đó thì ban đầu cũng không có gì. Rồi sau những cái gia đình, những gọi là cư sĩ Phật tử ngồi nói chuyện với nhau. Thôi bây giờ sư nói như vậy thì cho quý vị dễ hiểu nè. Thí dụ như cái cô áo trắng bên đây mời sư đi dự trai tăng. Mà dự trai tăng xong rồi đó, cổ mời hơi sớm cho nên dự trai tăng xong rồi thì mới có 10 giờ thôi.
10 giờ thì sư nghĩ là qua cái cô áo áo đỏ bên đây thì nhà gần, mà cổ là người nhà của sư nữa, người nhà thí dụ như là người, em họ hoặc là chị họ, cô họ vậy đó, thì ghé qua chơi. Khi ghé qua như vậy đó thì cái người thí dụ em họ đi ha, cái người em họ mới bày cái bàn ăn ra, nói sư giờ này mới 11 giờ rồi, sư ăn chưa? Chưa ăn ha, chưa ăn, ăn miếng cho con vui. Thì sư thấy cổ bày ra ngon quá, sư cũng ngồi ăn miếng với cổ. Nhưng mà cái cổ áo trắng với cổ áo đỏ này chơi chung với nhau. Thì một hôm á, hai cô ngồi nói chuyện, thì cô áo trắng cổ mới khoe là hôm bữa trước mời ông sư Hạnh Tuệ đến, ổng cha tăng trời ơi, tôi đãi đồ ăn ổng ngon lắm, ổng ăn ổng khen hoài, ổng khen dữ lắm. Thì cái cổ áo đỏ thì cổ mới cười, nói thiệt không, ăn ngon mà qua bên tôi ổng cũng ăn ầm ầm, chắc có khi là bên chị đồ ăn không vừa miệng á, chứ như ổng nể ổng ăn thôi, chứ nếu ổng ăn no ổng qua đây ổng đâu có ăn nữa. Thì cái kiểu như vậy thì cô áo trắng cũng mới bực, cô nói là ủa chứ bộ nhà, cô mới bực, cô mới lên cô nói với sư, cô nói là nhà bộ nhà con cúng sư ăn không no hay sao, hay là con không ngon hay sao, không vừa miệng hay sao mà sư ăn chỗ con xong rồi cô qua cô áo đỏ có ai sư ăn nữa. Thì cái chuyện nó sùm lên. Rồi cái chuyện đến tai Đức Thế Tôn. Câu chuyện hồi nãy sư ví dụ cho quý vị dễ hiểu cái hoàn cảnh ha. Câu chuyện đến tai Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn mới đưa ra một cái điều học là vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã từ chối dâng thêm đồ dâng thêm, vì đó đã từ chối thì mà vẫn còn ăn tiếp thì phạm tội ưng đối trị. Chính bởi vì như vậy đó, nó có cái điều học này là quý vị thấy là thực phẩm nào đã từ chối rồi thì không được đổi ý, tức là tôi từ chối rồi thì tôi không được ăn nữa. Nhưng mà ở đây có hai sự khác biệt là cái vị hành cái đầu đà đó thì cái này được tính là khi vị này chưa có ăn, chưa ăn mà từ chối. Còn bình thường á thì các sư đang ăn no rồi mà mới sư từ chối, nó khác. Thôi bây giờ sư ví dụ nha. Cái vị sư bạn của sư hành đầu đà, vị này chưa có ăn nhưng mà vị này thấy dâng lên nhiều rồi, vị này nói thôi như đây thôi, không nhận nữa. Nhưng mà lỡ mà vị này thấy tự nhiên là hồi nữa dâng lên cái món chè ngon quá đi, vị này nhìn vị nó tiếc hùi hùi trong bụng, cho trời phải chiều nãy đừng có từ chối. Thì mặc dù vị này chưa ăn nhưng mà đã lỡ từ chối rồi, không nhận nữa. Còn sư thì sư không còn vậy, tức là sư ngồi sư vẫn ăn bình thường, tức là đang ăn, thì khi mà dâng thêm nữa thì sư có thể sư từ chối. Thì khác nhau là chỗ đó đó. Vị sư thường thì tính là tính từ thời điểm mà vị đó đang ăn hoặc là chưa ăn. Còn vị mà đầu đà đó thì tính từ thời điểm vị đó chưa có ăn. Nói hơi rối ha, mà khi nào tu thì quý vị sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái này. Rồi ở đây có một cái chi tiết là khi mà đổi oai nghi thì cũng không dùng nữa. Tức là vị này đang ăn thì như sư nói đang ăn mà lỡ đứng dậy rồi thì cũng không có ăn nữa. Nó tương đương với cái vị là nhất tọa thực á. Nó khác nhau là khác ở như vậy nè. Khi mà vị này, cái vị mà hành đầu đà, thí dụ ông sư bạn của sư hành đầu đà, vị này từ chối rồi mà hồi nó ngó, chưa có ăn nha, chưa có ăn, mà thấy mở cái món chè ra nhìn ngon quá thôi lỡ rồi sao giờ ta. Thì vị này mới làm một cái pháp được dạy ở trong tạng luật, là vị này sẽ đưa cái chén chè nó đưa cho sư, nói sư sư ăn miếng giùm. Thì khi lúc bây giờ sư mới cầm sư ăn,
ăn cho tới khi nào mà sư sư thấy vừa ý sư rồi đó sư mới đưa lại cho vị này. Tức là cái món này trở thành cái món thừa, thì lúc đó cái vị sư đầu đà của sư mới được ăn. Nó giống như cái hình phạt vậy đó, hồi nãy ai mượn ông từ chối làm chi, thì bây giờ ông phải ăn đồ thừa. Nhưng mà nếu vị đó ngồi xuống vị đó ăn rồi đó mà từ chối á, thì không đổi ý được. Tức là không có cái chuyện là đưa cho sư để sư ăn rồi sư đưa lại cho vị đó ăn thì không được nữa. Nhưng mà sư thì khác. Thí dụ như đang ăn uống nước xong rồi thấy no quá rồi, Phật tử họ nói con đem chè lên sư ăn tráng miệng nha. Sư nói, thôi không ăn nữa, no lắm rồi cô. Nhưng mà hồi nữa cổ cũng ráng, cổ bưng lên, cổ nói nè sư thấy không, chè ngon lắm. Sư nhìn sư thấy trời ngon thiệt ta. Nhưng mà sư lỡ sư từ chối rồi, giờ sao giờ? Sư mới cầm cái chén chè đó sư đưa ông sư bạn khác, không phải ông sư đầu đà nha, ông sư bạn khác. Sư ăn miếng giùm, thì vị này mới ăn cho vừa cái miệng của vị đó, rồi còn dư miếng nói thôi tôi ăn no, tôi ăn đã rồi đó, rồi còn một miếng cái phần thừa đó đó sư mới được ăn. Thì ở đây là cái sự khác biệt ha, sự khác biệt giữa cái vị đầu đà gì gì không đầu đà, nhưng cái luật thì nó vẫn như nhau. Ở đây á, là nó dính tới ở trong cái tặng luật, là ở trong luật mà quý vị muốn tìm hiểu thì phân tích với Tỳ Kheo quyển 2 trong cái phần mà thực phẩm á. Thì có trường hợp như vậy. Nguyên nhân của cái vụ này đó là như vậy nè, là có cái vị Tỳ Kheo bị bệnh, nhưng mà vị đó được cúng đồ ăn rất là ngon, nhưng mà vị đó bệnh mà cho nên ăn không được nhiều hết trơn á. Cái đồ thừa như vậy đó, vị đó đây mà chư tăng thì không có dám ăn đồ thừa, nhìn ngon lắm, trời ơi, nhìn cái đồ vị này bệnh nhưng mà có phước ăn ngon lắm mà không có dám ăn, cho nên đem đổ bỏ. Thì tiếc rồi, Đức Phật mới đưa ra cái điều học á, là này các Tỳ Kheo, ta cho phép thọ thực thức ăn thừa của vị bị bệnh và vị không bị bệnh. Tức là ngay cả trường hợp không bị bệnh nhưng mà đồ ăn đó vị đó ăn thừa thì mình vẫn được ăn. Và này các Tỳ Kheo, nên làm thức ăn thành đồ thừa là như vậy. Tức là tất cả chừng này là đủ rồi. Tức là ý nghĩa là thôi tôi ăn đủ rồi đó, còn thừa lại thì sư ăn đi. Và thời nay thì nhiều cư sĩ khi mà sư đi ra ngoài Bắc á, một số cư sĩ họ thích ăn đồ thừa của các sư. Thì chính bởi vì như vậy, và thậm chí ở trong Nam này cũng có một số trường hợp là một số vị là cũng thích ăn đồ thừa. Tại vì các vị đó nghĩ á, ăn các sư ăn rồi mà mình cái đồ thừa còn lại mình ăn mình có phước. Nhiều vị họ nghĩ như vậy. Cho nên là cái này là ở bên Bắc truyền cũng có, chứ không phải bên Nam truyền. Là mình ăn đồ ăn á, thứ nhất là mình cái đũa mình gấp riêng, cái mà mình gấp thực phẩm á, mình gấp riêng, chứ không có phải là mình gấp chung. Sư nhớ là ở bên Bắc truyền là cái đũa là để gấp đồ ăn, cái muỗng là dùng để ăn. Nói chung là phải tách riêng ra. Thì các sư cũng vậy. Cho nên là sư phụ sư dạy là lúc nào cũng phải để đồ ăn nó riêng ra như vậy đó. Khi mà người ta ăn á, mặc dù mang tiếng là đồ thừa nhưng mà nó không có bẩn, họ vẫn ăn bình thường được. Cái lợi ích á, là như vậy. Ở trong Thanh Tịnh Đạo nó ghi ha, quý vị nhìn ở trong đó, vị ấy khỏi lỗi liên hệ đến đồ ăn tàn thực, là cái mà sư nói ở trên á. Rồi khỏi bị bội thực, khỏi cất trữ đồ ăn, khỏi tìm kiếm đồ ăn, vị ấy sống đúng theo hạnh thiểu dục tri túc vân vân. Tại vì mình ăn theo cái kiểu này thì mình đâu có không có ăn chiều, thì nó đỡ, nó không có bị bội thực. Khi mà sư đi khám bệnh á, sư nhớ là bác sĩ vẫn luôn nhắc là trước giờ ngủ mấy tiếng á, là không có được ăn nữa. Mà mấy ông sư thì đâu có ăn chiều đâu, cho nên là sư không có lo mấy cái chuyện đó.
Còn quý vị cư sĩ thì nhiều khi á, đi làm về trễ 8, 9, 10 giờ về, mình vẫn lục cái tủ mình ăn, ăn xong rồi mình nằm ra mình ngủ, thì nó rất là hại bao tử. Có những trường hợp mà vị tỷ kheo ăn buổi tối mà dẫn đến cái chuyện là buổi tối bị bội thực, và sau đó vì đó chết mệnh chung. Có. Tại vì hồi xưa nó không có giống như thời nay, là tối mà bị bội thực á, thì hồi xưa làm gì có cái chuyện chở đi bệnh viện, cho nên là rất dễ bội thực, rất là dễ chết. Còn thời nay thì có thể, nhưng mà dù gì thì dù thì chúng ta vẫn không có nên. Và nhờ cái chuyện là vị này không có nhận tàn thực á, cho nên là vị này khỏi tìm kiếm thêm đồ ăn. Những cái này quý vị nghe thì quý vị thấy nó kỳ, nó lạ, nhưng mà quý vị thực hành quý vị sẽ thấy là nó đúng y chang như vậy. Cho nên ở đây sư không có nói nhiều, ai thực hành tự nhiên sẽ thấy. Đó, rồi đúng theo thiểu dục chi túc. Sư nhắc cái phần ghi chú này là ghi chú của sư. Những cái vị tỷ kheo á, trong ngày hôm đó nếu như không có được thỉnh trai tăng, hoặc là vị đó cũng không khất thực được cái gì, thì vị đó buộc phải nhịn đói. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái việc nhịn ăn là một hạnh tu. Nhớ giùm sư, cái chuyện ăn á, nó có rất là nhiều những cái hạnh tu mà sư vừa nhắc. Ví dụ như ngồi, chỉ ngồi ăn một lần nè ha, rồi không có, rồi ăn ở trong, ăn chỉ ăn một bát nè, rồi không có ăn đồ thừa đã từ chối. Có nhiều cái hạnh ăn, nhưng cái chuyện mà nhịn ăn thì nó không phải là một hạnh tu. Nhớ giùm sư. Nếu như mà mình bị bệnh á, ví dụ như là bị nặng bụng hoặc những căn bệnh mà mình không ăn được, mình nhịn thì không nói. Tại sao có những căn bệnh mà mình nhịn ăn? Ví dụ như bệnh tương tư, có những người tương tư họ ăn không nổi. Như là ở trong kinh Pháp Cú, sư nhớ hình như là cái phẩm già thì phải, câu chuyện về một vị tỷ kheo khi mà nhìn một cái cô kỹ nữ, vị này ôm cái bát về, bát đồ ăn ngon lắm, nhưng mà vị này về ăn không nổi nữa, để cái bát qua một bên, rồi vị đó nằm. Huynh đệ nói cỡ nào thì cũng chịu không nổi, tại vì bệnh, đang bệnh, mà bệnh của vị này là bệnh tương tư. Cho nên khi mà tương tư vị này ăn cũng không vô. Thì nếu như mà bệnh á, mình không ăn thì không nói. Nhưng nếu như vị tỷ kheo không bệnh mà nhịn ăn là vị đó phạm vào cái lỗi là thực hành khổ hạnh của ngoại đạo. Đây là một lỗi nghiêm trọng. Sư nói sâu hơn có thể đụng chạm một số vị. Mà sư phải nói, bởi vì cái này nó được liệt kê trong kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu sư nói là chỉ có 13 cái pháp khổ hạnh đầu đà này là được phép. Còn lại đó, mình có tự mình chế ra thì cũng không được phép. Trong kinh Sa Môn Quả Trường Bộ có nhắc đến những vị là hành cái khổ hạnh là nhịn ăn một ngày, nhịn ăn hai ngày, nhịn ăn ba ngày, nhịn ăn bảy ngày, thì đó là những phương pháp khổ hạnh của ngoại đạo. Đức Thế Tôn không đồng ý. Hôm rồi sư hướng dẫn thiền tứ niệm xứ xong, có vị đòi coi như là kéo Phật tử qua cái khóa là cái khóa thanh lọc, mà tưởng thanh lọc cái gì, thanh lọc cái kiểu nhịn ăn. Cho nên sư mới cảnh báo với Phật tử ở trong cái khóa đó. Sư rất là thương, nhưng mà ngay cả sư hướng dẫn thì
thì cũng phải xem xét cái chuyện đó là có được nói trong kinh tạng hay không được nói trong kinh tạng. Cái chuyện mà thanh lọc cái kiểu đó mà nhịn ăn như vậy là nhịn ăn của ngoại đạo, Đức Thế Tôn cấm, không có được xài. Thành ra chúng ta phải cẩn trọng ha. Chúng ta qua cái hạnh tiếp theo là hạnh ở rừng, hạnh thứ 8. Trước khi mà vào thì chúng ta nên biết cái khu vực nào á, là khu vực xóm làng, mà khu vực nào thì được tính là rừng. Khu vực xóm làng thì nó được xác định như vậy nè. Có những cái xóm làng mà có cái cổng, mà cũng có những xóm làng không có cổng. Thì nếu như mà một cái ngôi làng, ví dụ như ở Bà Rịa có cổng chào, thì từ cái cổng chào đó mà mình ném một cái tảng đá, một cái anh mà sức khỏe trung bình ảnh ném một cái tảng đá, thì tảng đá nó rớt xuống ở đâu thì ở đó được tính là khu vực rìa của làng. Nhưng mà bây giờ hơi khó, tại vì ở Việt Nam bây giờ á, hầu hết thì mặc dù mang tiếng, sự ví dụ như là Bà Rịa đi, có cổng chào Bà Rịa, nhưng mà ngay cả như vậy thì trên đường vẫn có nhà, thì không tính cái cổng chào như vậy là cái cổng chào ở bên trong, vẫn được tính là cổng chào bên trong ngôi làng, cho nên không có tính cái đó. Chỉ có tính là như vậy nè, là từ cái cổng chào đó đi ra ngoài là không có một cái căn nhà nào nữa. Thời nay kiếm cái đó thì hơi khó đó. Thì mới được tính là cái cổng. Cho nên trong trường hợp này đó, thì thường mình sẽ áp dụng cái cách thứ hai. Cách thứ hai là cách áp dụng đối với những nơi không có cái cổng chào mà cũng không có cái tường thành. Giờ mình đâu có cái tường thành ha. Thì nó được tính là tính từ cái ngôi nhà ngoài rìa nhất ở cái ngôi làng đó hoặc ở cái thành phố đó. Tính cái ngôi nhà mà ngoài rìa, ngoài cùng nhất á, từ cái ngôi nhà đó mình ném hai lần. Ném một lần á, là xác định đây là trong phạm vi ngôi làng nha. Thì mình đứng từ ngay cái lần ném đó, mình ném thêm một cục đá nữa, thì cái cục đá đó sẽ xác định đây là khu vực rìa của làng. Thì từ rìa của làng trở về trong thì mình được tính đó là khu vực xóm làng. Còn cái rừng á, cái rừng ở đây thì trong chú giải thì định nghĩa, trong kinh định nghĩa bây giờ mình thấy nó hơi kỳ, nhưng mà hồi xưa thì nó không kỳ. Hơi kỳ là như vậy, là tính từ cái rìa, tính từ cái rìa của làng á. Ở trên đây là sư gọi là cái cổng làng, nhưng mà bây giờ mình không có cổng, thì tính cái rìa mà hồi nãy sư vừa nói. Từ cái phạm vi ngôi làng ha, từ cái phạm vi ngôi làng 500 độ dài của cây cung, mà độ dài cây cung sư dò ở trên mạng thì khoảng 1m8. Đương nhiên một số cây cung thì nó nhỏ hơn, thì cái độ dài khoảng 500 độ dài thì nó dao động khoảng nếu như độ dài 1m mà 500 cây cung là 500m, thì nó dao động khoảng 540 cho đến 500 mét, 500 cho đến 540 mét. Thì ngoài khu vực đó chúng ta gọi là rừng. Thì thông thường ngoài khu vực đó hồi xưa đó toàn là cây không à, cho nên là mình dễ định nghĩa là rừng. Nếu còn thời nay thì nhiều nơi là đồi trọc, không có cây nào hết thì mình gọi là rừng, nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà theo kinh á, thì như vậy là được định nghĩa là rừng. Thì nếu như á, mà mình ở cái nơi đó mình xây chùa thì đó vẫn được tính là tự viện ở trong rừng. Mà thường những cái ngôi chùa được xây ở trong rừng á, hồi xưa nó không giống như bây giờ. Tức là nếu có xây thì vị đó chỉ xây cái nhà làm lễ, mà bây giờ mình gọi là chánh điện á. Cái chánh điện này nè,
đúng ra đó là cái chỗ một là cái chỗ thờ Thế Tôn, nhưng mà như hồi thời Đức Phật á, cái nhà này á, là cái nhà làm lễ của chư tăng khi hành tăng sự. Thường hồi xưa thì chỉ xây có cái chánh điện như vậy thôi. Còn ngoài ra chư tăng ở rừng á thì không có xây cất, cho nên là không có cái chuyện là mình đốn trụi cả một cái mảng rừng để mà mình xây chùa, thì không có chuyện đó. Thời xưa không có chuyện đó. Cho nên là nếu như mà cái tự viện ở cái khoảng cách đó thì vẫn được tính là cái ngôi chùa ở trong rừng ha. Và cái vị thực hành hạnh ở rừng á, vị ấy có thể ở bên trong cái ngôi tự viện này. Nếu như mà bệnh thì có thể vào ở trong xóm làng. Xin lấy ví dụ đi, một số cái ngôi chùa ở trong rừng, nếu bệnh thì có thể là trở về ở trong nội thành để chữa bệnh. Nhưng mà phải về trước khi trời sáng. Trời sáng được định nghĩa là khi mà mình giơ cái bàn tay ra mà mình thấy rõ cái chỉ tay á, thì khi đó được tính là trời sáng. Thì trước khi mình thấy là trời sáng thì mình phải về lại rừng. Hôm nay học nó hơi nhanh ha. Thì chúng ta ở đây chúng ta có ba bậc. Bậc thượng á thì luôn phải về rừng trước khi bình minh. Thì đương nhiên rồi, mình có việc gì mà cái việc gì ở đây là chỉ được tính là một là đi khất thực. Vì thực hành hạnh ở rừng thì vị ấy vẫn có thể đi khất thực nha. Hai á, là bị bệnh đi chữa bệnh, nhưng mà về phải về ở trong bình minh, trước bình minh. Bậc trung á thì ở trong 4 tháng mùa mưa thì vị đó có thể ở trong làng. Ở trong làng ở đây á là ở cái ngôi chùa trong làng. Một là ở trong làng đó có ngôi chùa, thí dụ như là chùa An Lạc mình nè, được tính là ngôi chùa ở trong làng ha. Thì vị đó có thể đến chùa An Lạc, vì đó ở trong 4 tháng mùa mưa. Hoặc là ở nhà dân. Tại vì thời Đức Phật á, có những trường hợp mà người cư sĩ thỉnh các sư là các sư hãy an trú mùa mưa ở đây, rồi con sẽ cúng dường. Thì vị đó sẽ ở trong nhà của người dân luôn. Rồi cái người dân đó đó là sẽ nhận trách nhiệm bố thí cúng dường, lo toàn bộ tất cả cho vị đó trong cái mùa an cư kiết hạ. Nhưng mà do thời nay á, là chùa có rất là nhiều, cho nên là cái chuyện mà ở nhà cư sĩ thì nó hiếm. Không phải không có, sư biết là vẫn có, nhưng mà nó hiếm. Còn vị bậc hạ thì luôn cả mùa đông vị này cũng có thể ở. Nói như vậy thì quý vị thấy là ở Ấn Độ là có những khu vực là có mùa đông chứ. Thì mùa mưa và mùa đông thì như vậy là một năm nó coi là 4 mùa đi, xuân hạ thu đông. Thì vị đó có thể ở trong làng á, là 2 mùa, 2 mùa còn lại là ở trong rừng. Vẫn được tính là vị thực hành cái hạnh ở rừng. Cái lợi ích ở đây á, quý vị nghe sẽ hơi kỳ, là nhờ lâm tưởng vị ấy có thể đạt được định hoặc duy trì định đã có, mở ngoặc Trung Bộ kinh 122. Nếu như mà quý vị không đọc kinh Trung Bộ 122 thì sư đố quý vị biết lâm tưởng là cái gì. Mà thậm chí quý vị có đọc Trung Bộ kinh số 122, quý vị cũng không biết lâm tưởng là cái gì luôn. Chính bởi vì như vậy thì Đại Đức Thiện Tuệ mới mời sư dạy kinh Trung Bộ. Bởi vì có nhiều bài kinh mình đọc không thôi mình không hiểu, mà sư phải đọc ở trong chú giải đó. Thì trong chú giải nói như vậy nè, nói như vậy là quý vị ngớ người. Lâm tưởng là vị ấy suy tư á, đây là cây, đây là đá, đây là khu rừng. Quý vị đặt câu hỏi, ủa suy,
suy tư như vậy thì mình lấy cái gì đâu mà mình phát triển cái định. Đây là đương nhiên lâm tưởng mà, thì đây là cái cây nè, đây là đá nè, đây là rừng. Quý vị phải đồng thời xem trong kinh Trung Bộ nữa, tức là ở trong Trung Bộ như vậy nè: vì tỷ kheo không tác ý thôn trưởng, không tác ý nhân tưởng, chỉ tác ý đơn nhất do duyên lâm tưởng. Nói theo kiểu bây giờ cho dễ hiểu là khi mà mình ở trong rừng á, mình không có nghĩ về người đời thế tục, không có nghĩ về đàn ông, không nghĩ về đàn bà, không nghĩ về cư sĩ, mình không có nghĩ về họ. Rồi mình cũng không có nghĩ cái người đó bây giờ họ đang hưởng dục ra làm sao, họ đang ăn chơi như thế nào. Cái đời sống cư sĩ gần như là nó tách biệt ra hẳn với mình rồi, mình không có suy tư. Bởi vì những cái mà đập vào mắt của mình nó chỉ đơn giản là cỏ, là cây, là đá, là rừng. Đơn giản như vậy thôi. Chính bởi vì như vậy đó, cái sự chú ý của vị đó nó đơn thuần. Nó đơn thuần có nghĩa là nó không có đậm cái màu dục lạc. Đời sống cư sĩ nó bề bộn, rộn ràng, nhiều chuyện đa đoan lắm. Nhưng mà khi mình ở rừng á, mình ngó tới, mình ngó lui, nó có nhiêu đó. Cái cảnh nó đơn nhất, nó đơn điệu. Mà chính bởi vì như vậy, nó phù hợp, nó thích hợp cho việc phát triển định. Như trường hợp trưởng lão Tích Xá, đệ tử ngài Sariputta. Cái tên Tích Xá đó là một cái tên tương đối phổ biến. Quý vị sẽ nghe rất là nhiều những vị tên là Tích Xá. Cái vị Tích Xá đầu tiên ấy, là vị Tích Xá dòng dõi và quý tộc đi xuất gia, cái đó khác. Còn vị Tích Xá ở đây trường đệ tử ngài Xá Lợi Phất ấy, là một vị Sa Di xuất gia lúc 7 tuổi. Vị Sa Di này ấy, sau khi mà sinh thọ cái đề mục nơi Đức Thế Tôn thì vị này đi vào ở trong rừng, vị này tu. Khi mà vị này vào rừng tu á, cái giai thoại vị này rất là nhiều. Quý vị để xem coi, quý vị xem ở trong pháp cú số 75, chú giải pháp cú số 75. Xin chỉ trích thôi. Thì khi mà Đức Thế Tôn đứng bên cái vị Sa Di này, lúc bây giờ vị này chỉ mới 7 tuổi, Đức Thế Tôn mới hỏi á, khi mà ngài đứng ở trên đỉnh núi, thì ngài hỏi vị Sa Di: khi mà đứng ở trên đỉnh núi như vậy nè, con thấy cái gì? Quý vị tưởng tượng một cái hình ảnh một đứa bé, một vị Sa Di 7 tuổi đứng bên Đức Thế Tôn, hình ảnh nó đẹp cỡ nào. Phải nói là nếu mà có một cái vị họa sĩ mà vẽ thì sư muốn vẽ cái cảnh này lắm. Tức là Đức Thế Tôn đứng kế bên một vị Sa Di 7 tuổi trên đỉnh núi, Đức Thế Tôn chỉ xa xa là mặt biển, cái hình nó đẹp ghê, ghê gớm. Thì Đức Thế Tôn hỏi: con thấy cái gì đó không? Vị Sa Di nói: dạ thưa Thế Tôn, con thấy biển. Đó. Thế Tôn hỏi: con nghĩ gì khi thấy biển? Vị Sa Di nói: dạ thưa Thế Tôn, con nghĩ nước mắt mà con khóc trong dòng luân hồi này còn nhiều hơn nước ở trong biển. Đức Thế Tôn nói: đúng vậy, đúng vậy. Đó. Trong cái dòng luân hồi này, nước mắt mà con khóc còn nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Đó là lợi ích của việc sống ở rừng đó quý vị. Đẹp, phải nói cái cảnh đó sự đọc mà sự xúc động lắm. Cái cảnh đó trong đầu nó đẹp vô cùng. Rồi Thế Tôn hỏi tiếp: bây giờ con đang ở đâu? Vị Sa Di nói: dạ con ở trong cái hang núi này là thưa Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói đó: con ở đây con nghĩ cái gì? Vị Sa Di trả lời: thưa Thế Tôn, con nghĩ là cái chỗ này không biết bao nhiêu lần con đã bỏ xác ở đây, sanh tử luân hồi con đã chết ở đây không biết là bao nhiêu lần. Đức Thế Tôn nói: tốt lắm, tốt lắm, này Sa Di Tích Xá.
thực sự mà nói ở trên quả địa cầu này khó mà tìm được chỗ nào mà mình chưa chết. Mình chết mình nằm ở trên quả địa cầu này nó vô số lần rồi. Đó. Vô số chúng sanh đã nằm xuống và chết đi. Nói cho quý vị rợn người, chính cái chỗ quý vị đang ngồi và chính cái chỗ sư đang ngồi, kiếp trước một trong một kiếp xa xôi nào đó, mình từng nằm hấp hối và mình chết ngay cái chỗ mình đang ngồi. Kinh khủng chưa? Đó, đó là một lợi ích của việc sống ở rừng đó. Nha. Rồi Đức Thế Tôn hỏi tiếp. Rồi khi mà con nghe tiếng cọp beo ở trong rừng, con nghĩ cái gì? Con có sợ không? Thì vị Sa Di Tít Xá nói con không sợ Thưa Thế Tôn. Mà ngược lại khi mà con nghe tiếng kêu của tụi nó đó, cái tình yêu núi rừng nó trỗi dậy trong lòng con. Nghĩa là khi mà con nghe tiếng tụi nó kêu á, cái lòng từ của con á, trải khắp cả bốn phương, đẹp vô cùng. Chính bởi vì như thế Đức Thế Tôn nói một cái câu pháp cú mà nổi tiếng, câu số 75: đường này đến thế gian, đường này đến Niết Bàn, tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Cái đời sống ở rừng á, là một đời sống suốt thế gian, còn cái đời sống ở đời á, là đời sống thế tục. Tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ cái chuyện đó. Chính bởi vì như vậy Đức Thế Tôn Ngài hài lòng với việc sống ở rừng. Hôm nay chúng ta học ở đây thôi. Thí dụ như mà sư dạy mà quý vị thấy dạ thưa sư, hôm nay sư dạy buồn ngủ quá, thì cũng cứ nói với sư thoải mái. Ở trong cái nhóm trong cái nhóm lớp học á, quý vị đưa quyền góp ý, hôm nay sư dạy con cảm ơn sư. Có vị nói với ngài giác quyên là con cảm ơn sư, nhờ con học pháp với sư mà con ngủ ngon hơn. Ngài giác quyên nó không lẽ giờ tôi tiễn quý vị vô bằng tay tôi mở cửa, giờ tôi tiễn quý vị ra bằng chân nha. Cho nên nếu mà sư dạy mà quý vị thấy ngủ rất là ngon thì cũng cho sư cái lời khen, cảm ơn sư là nhờ sư dạy con ngủ rất là ngon ha. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả Niết Bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Y đằng mê bùn nhăn Nip bà na sa Pak cha yô Hồ tu Y măng nô Punya phagang Sabba satta nang Dema Sathu Sathu Sathu. Chúc quý vị ăn vui. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika Punyantang anumoditva chiran rakkantu sasanam.